chó con của Hana và Nano. Ngày hôm nay là đến ngày tiêm vaccine. Ra gọi con ra đây. Cho mọi người tiện quay video cho mọi người ngắm cún con tí. 6 cún con của Hana. Đấy. Mẹ vào rồi. Mẹ vào trong chuồng rồi. Đó. Như đã nói hôm trước là cái con nhỏ hơn này. Đây này, nó đây này. Bây giờ là bọn này nó đã bắt đầu nó ăn rồi. Thì cái con nhỏ hơn này nó sẽ đuổi theo rất là nhanh, đuổi theo bọn to nhanh, rất nhanh thôi. Bây giờ là nó bắt đầu nó có một cái độ bám đuổi rồi. Mặt đàn này thì rất là đẹp luôn. Đấy, ra bám chủ đấy. Thấy chủ ở đây là nó ra đây nó bám này. Chân máy ảnh này. Đấy. Chưa cho chúng nó ăn ngày nào cả. Nhưng mà cái lúc chúng nó bị hát sờ và chúng nó là bây giờ là về là chúng nó cũng biết, hơi vệ sinh luôn. Được. Được. À, để quay từng con một đây. Chờ tí nha. Để nhích lên cho nó sáng sáng tí. Rồi ra đây. Rồi, ôi sợ ơi, quên, nó ra rề cái chân máy ảnh của tôi, cũng được. Ra chỗ này cho sáng. Đây, con cái. Cực kỳ đẹp luôn. Răng này là tuyệt vời luôn mà. Nhìn hàm là biết rồi. Ok. Cái một. To. Cái hai rút đầu nhỉ. Đây, bây giờ hai con cái cũng to. Tiện nhất luôn cái một và cái hai luôn. Cái một và cái hai. Đấy. Đây là cái một này. Đây là cái hai này. Răng này cũng hoàn hảo luôn. Con của Nano thì mặt rất là đẹp. Rồi, được thằng còi đó rồi. Đây, thằng còi đây. Thằng còi này mặt hơi đẹp đấy. Hơi bị cá tính. Cứ chọn cái tì cuối cùng của tì. Thành ra bị thiếu sữa. Được còi. Rồi. Đàn này thì cái to quá. Được thứ hai. Mặt của con của Nano thì khỏi phải nghĩ luôn. Đây. Được hai. Được 3, đây là được 2. Nhìn mặt chỗ nó sẽ rất là giống nhau. Được 2 với được 3 thì to ngang nhau. Răng tốt. Đây, được 3. Quá đẹp. Được rồi, con nào chúi ở dưới bụng anh đây. Đây được 4 đây. Được 4 đây. Nhìn mặt thì giống nhau lắm.
Cái to quá. Cái của phi đầu đàn. Đực ba này. Đã thế là mình càng sư khỏe. Nhìn mặt nó rất là giống nhau, kệ xíu đó. Quá đẹp luôn. Ok, thôi bây giờ tiêm cho chúng nó. Được ba này, răng hoàn hảo, hai cái răng hoàn hảo. Hai con cái là hoàn hảo. Một con đực hiện tại bây giờ là hoàn hảo và ba con sẽ phải xem xét. Cái răng đây. À, cái răng của nó đấy. Giai đoạn này là giai đoạn mà con chó nó còn thay đổi. Ở trong giai đoạn này đến khoảng tầm 60 ngày. À, lúc đấy là sẽ biết được ba con còn lại là răng có hoàn hảo hay không. Hiện tại bây giờ thì mới xác định được là ba con là sẽ là ở mức tốt, còn ba con thì phải xem. Khả năng là nó sẽ ở mức tốt. Xương đây. Này, xương đây. Xương tí đây. Để tiện quay cho mọi người ngắm cho nó một tí. Ngắm mặt. Hôm nay là cún được 37 ngày. Đẻ 29 Tết. Thì hôm nay là mùng 7. Hôm nay mùng 7 âm lịch. Màu máng thì hết ý luôn, mặt đẹp. Con của Nano. Đấy. Như đàn này thì xong mũi 1, hôm nay là tiêm mũi 1 thì 21 ngày nữa sẽ tiêm mũi 2. Thì coi như là 26 ngày nữa là có thể đón chó được, 27 ngày nữa có thể đón chó được. Đây, con này là con thằng mọi người sẽ theo dõi cái thằng quài hơn này nhá. Thằng này để xem nào. 20 mấy ngày nữa đến lúc xuất đàn thì nó có đuổi kịp bọn kia không? Bây giờ này cho nó ăn rồi là nó sẽ đuổi rất là nhanh. Quá đẹp luôn. Ok, thôi cho nó vào chỗ râm thôi. Rồi tiêm cho chúng nó thôi. Gặm lá. Ơ, kim tiêm đâu không? Thôi đưa đây. Để trong này này yên tâm cho nó không có ấy gì được. Hôm nay là tiêm mũi 5 bệnh. Rồi. Mấy đứa lăng xăng ra chỗ kia, ra ngoài kia chơi đi. Thế nhưng mà ăn mà nhiệt tình thì có con ranh con này lại ăn nhiệt tình lắm mà. Con bé là nó sẽ là cái con ăn nhiệt tình nhất. Trong cái tim bé này thì tiêm thì nó chứ nó không bị đau. Mà chọc này chọc ngập kim được, không sợ nó bị ấy ra bên ngoài. Chọc hai con cái trước đây luôn này. Đấy, bộ giữ một tí để cho nó đỡ nhầm lẫn. Con cái sờ lưng con cái khác nữa không bị nhầm cái thôi.
một hai ba, một hai ba. Chọc bằng cái kim xi lanh ba là nó, cái bọn chó con này là cái kim nó dài, đôi khi chọc quá nó hay bị chọc ra bên ngoài, xuyên bên nọ sang bên kia. Rồi, hai con cái đực thì bắt con quài nhất trước cho nó đỡ nhầm, quài sau chân bố. Tí nữa còn là mấy con kia là nó nào là hót chứ không là để nó không có nhầm lẫn đi. Được rồi. Xong một con thì còn nè, bố tìm con đực nữa đi, để cái con này để đây, để con sang cho nó đỡ nhầm. Đực to đấy, to đấy, có ba con đực này. Đực to đây, để cho sang đi lần sau, cho năm lần sau. Nè, còn một con đực nữa đâu? Đây còn con này rồi. Còn một con nữa. Dạ, yên, tìm con này nhanh. Không cơm nó nhầm cái này. Nào, không làm phiền nó. Đừng dãy, dãy nó chọc kim nó chọc. Rồi, trong còn con nữa là tóm luôn. Trong hai con kia. Đây là có dạng này nữa là sao? Vơi nâng cái này. Để bọn kia nó với nó không tới được. Ok. Lô vaccine này là hạn là 27 tháng 4 năm 2024. Còn cái xanh này là cái bột này là 17 tháng 9 năm 2023. Cho nên là cái vaccine này khi tiêm là còn phải nhìn hạn sử dụng. Chứ không phải, nó không phải là cái vĩnh cửu. Dù là bảo quản, là bảo quản ngăn mát tủ lạnh. Ngăn mát tủ lạnh nhưng mà là phải là cái ngăn ít mở ra vào, chứ nếu mà mở ra vào nhiều thì nó lại không đảm bảo cái nhiệt độ, nhưng mà nó còn có hạn sử dụng nữa. Rồi ra chơi một tí nào, ra chơi một tí nữa là vào nào. Vui quá nhỉ. Đây, xoay ra đây một tí. Lại ra đây một tí cho nó sáng. Đây. Sơ. Ngoan ngoan luôn. Nhiều quá nhỉ. Kia có cái bát nước chưa? À, bát nước cầm vào rửa. Không với được, ra chơi một tí này thế thôi. Nhưng mà nắng là cũng nóng phết đấy. Còn thanh niên nào này, nằm một mình một chỗ kia. Rất là xinh luôn. Ok, thôi đi vào đi. Vào đi không nắng. Nào. Rồi đứng thế cho con nó tí. Đấy, ngoan thế. Con rốt ấy là một cái giống chó to, thì khi mà chọn chó là phải chọn cái con chó nó phải cực kỳ thuần người, đấy là cái quan trọng nhất.
vì nó là một giống chó to và nó xếp vào cái giống chó gọi là giống chó, nó có thể xếp vào cái giống chó bảo vệ, giống chó bảo vệ và trông nhà. Còn tất nhiên là nó khôn thì nó làm chó nghiệp vụ nó này kia, nhưng về cái có thể nói là về cái đặc điểm gốc của nó là xếp nó vào cái con chó bảo vệ, bản năng của nó là bản năng bảo vệ và trông nhà, nên là nó cần con chó phải cực kỳ, về cái tính cách là cực kỳ quan trọng. Đây, ra đây ti mẹ tí, mẹ cho ti tí. Ba mấy ngày vẫn còn đang ti mẹ. Thế vào chỗ này cho râm. Ở đấy nắng quá. Thôi đi vào trong chuồng rồi ti nhá. Nhá. Chứ không bọn nhóc con này nó ở ngoài này. Bọn nhóc con nó ở ngoài này nó bắt đầu nó nóng, nó há mồm rồi. Nhóc con nó bắt đầu nó nóng, nó bắt đầu nó há mồm rồi. Đấy này, mẹ cho ti này. Ti tí cho đỡ khát. Chắc là nó cho ti rồi, hết rồi hả? Quá giỏi luôn, Hanna có... Hanna có... được... 4 cái đầu ti dễ ti và 4 cái đầu ti khó ti. 10 cái nhưng mà 2 cái bên trên thì gần như nó ít dùng. Nhưng mà nếu mà đổ ra thì cũng chỉ có 4 cái đầu ti dễ ti thôi. Đấy, thế cho nên là cái đầu ti của Siro với lại cái đầu ti của Siro là cực kỳ là dễ thuận khi mà chăm cho con. Đầu ti của Hanna này là chỉ có 4 cái dễ ti thôi. Thôi đi vào đi. Vào. Thôi cho chúng nó vào, không thì nó nắng quá rồi. Cố tí nữa.